tao luyện có cái này rơi này. Đẹp phết. Cô ơi, cô đội mũ của con. Ờ hay, sao lại là mũ của con? Vâng, con đỡ tay quăng chúng vào cô đấy ạ. Ồ, thế là con quăng vào cô à? Thế đây. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Cô cho con xin lỗi nha. Ừ, lần sau chơi cẩn thận nha chúng con. Thế mua hàng cho cô đi. Dạ vâng, cô bán cho con 1 đồng ạ. Khẩu vị mình yêu hết.